Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại Duy Giang và Thùy Tiên đang có mặt tại chung cư River Panorama. Vị trí của Giang và Thùy Tiên đang đứng đây là tầng Long Môn của tòa tháp River Panorama, anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay Giang và Thùy Tiên sẽ chia sẻ những cái tiện ích tại tầng Long Môn và tầng thượng đỉnh của tòa tháp này cho anh chị khách hàng có một cái hình dung tốt nhất khi mà anh chị khách hàng sở hữu một căn hộ tại chung cư Đời Gió Riverside trong tương lai, anh chị khách hàng nhé. Và mỗi lần mà Giang di chuyển đến cái tầng Long Môn River Panorama này á, Giang rất là thích luôn. Và nếu mà có một căn nhà sở hữu tại đây thì em sẽ làm gì Tiên? Là em sẽ tới đây đi ngồi hưởng gió sương trời mỗi ngày. Rất là mát đúng không? Thì những lúc mà đôi khi mình ở trong căn phòng của mình hơi ngột ngạt thì anh chị khách hàng có thể di chuyển lên đây để mình ngồi những cái bộ ghế này. Anh mời Tiên ha. Để mình ngắm cảnh, ngắm sông rất là mát luôn. Thì Tiên biết cái thiết kế của tầng Long Môn này để làm gì không? Dạ, theo em nghe nói thì về phong thủy ở đây nó sẽ đem lại khí trời cho quý khách hàng. Và nó để là một nơi để rồng đáp xuống, được đặt ở các vị trí như là gần nước và gần núi đúng không anh? Thì những cái tòa tháp mà thiết kế có cái tầng Long Môn này thường sẽ được đặt ở những vị trí gần sông. Thật sự là những con sông lớn nha Tiên. Dạ. Đó, thì như em thấy cái view của chúng ta nè, cái view của tầng River Panorama nè, view về một dòng sông cực kỳ là đẹp và rộng lớn luôn. Thì dự án Đời Gió trong tương lai cũng vậy đó em. View trực diện về sông Đồng Nai. Dạ. Em thấy cái view về sông Đồng Nai như thế nào? Ở sông Đồng Nai thì nó sẽ lớn hơn sông này đúng không anh? Với cả em thấy là có hai sông ở bên đó nữa. Anh nhìn thấy nó ngang ngửa luôn á. Ngang à? Ngang ngửa đó, nó cũng cỡ cỡ như vậy nè. Rất là đẹp. Đó, thì gió cực kỳ là mát luôn. Thì mỗi lần mà anh bước lên cái tầng Long Môn này anh cực kỳ là thích. Anh thích không gian làm việc như vậy. Giống như những cái người trẻ, những người năng động á, rất thích không gian làm việc mà có thể là thoải mái hơn, tự do hơn. Và những khi mà mình ngột ngạt trong cái căn phòng mình bước lên đây mình làm việc thì tinh thần mình nó có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn khi mà những ai sở hữu những căn hộ như vậy. Thì anh với Tiên đi một vòng cái tầng Long Môn này ha. Và theo cái phối cảnh hiện tại chủ đầu tư công bố cái trailer á, thì anh thấy trên phối cảnh là cái tầng Long Môn của Đời Gió Riverside nó rộng hơn cái tầng Long Môn này luôn đó em. Mặc dù tầng Long Môn này khá là rộng rồi nhưng mà Đời Gió Riverside sau này còn rộng và đẹp hơn, thì chắc chắn nó sẽ là một cái điểm thu hút nhất tại khu vực luôn. Mà đây 12 giờ trưa không có bị nóng anh ha. Hiện tại là 11 giờ rưỡi các bạn nhé, anh chị khách hàng nhé, 11 giờ rưỡi. Mặc dù vào thời điểm này ở dưới đường á thì rất là nóng, cực kỳ nóng luôn, nhưng mà ở trên này cực kỳ là mát và thoải mái. Em thấy cái thiết kế chúng ta con sông nó uốn lượn không? Anh liên tưởng sau này Đời Gió Riverside nó cũng sẽ cũng như vậy luôn. Và nó có một cái điều ngẫu nhiên nữa. Ở đây nó có cái mũi Sài Gòn Peninsula. Tại vị trí dự án Đời Gió mình cũng có một cái mũi cũng gần tương tự như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Đó đúng như vậy. Thì Giang sẽ dùng flycam bay lên để cho mọi người thấy ha. Tại vị trí dự án Đời Gió Riverside cũng có cái mũi tương tự giống như cái mũi Sài Gòn Peninsula ở ngay tại chung cư River Panorama này có cái view như vậy. Và tại Đời Gió Riverside á em cũng nhìn thấy tòa tháp Landmark 81 luôn. Ở đây cũng nhìn thấy luôn, nó có một cái điều tương đồng rất là lớn luôn mọi người. Rồi, bây giờ Giang và Thùy Tiên sẽ mời anh chị khách hàng cùng di chuyển lên tầng thượng đỉnh của tòa tháp River Panorama này để thấy những cái tiện ích thực tế, để anh chị có cái hình dung về chung cư Đời Gió Riverside. Xin mời anh chị khách hàng. Đây là tầng Long Môn ha Tiên. Dạ. Rồi chúng ta cùng ra tầng Long Môn để cho anh chị khách hàng cùng xem qua ha. Đây, tầng Long Môn của chung cư River Panorama. Thì như em thấy khu vực ở đây là sân chơi cho trẻ em nè. Em biết cái hồ này hồ gì không? Hồ bơi Tràm Bò hả anh? Hồ bơi, đây là khu vực không gian hồ bơi dành cho trẻ em nè. Rất là đẹp ha. Thì tại khu vực này thì chủ đầu tư An Gia họ bố trí những cái sân chơi ở dưới nước nè, giống như các em bơi xong loại có sân chơi đó. Thì khi các em nhỏ bơi á thì thường phụ huynh cũng lo lắng, thì chính vì vậy chủ đầu tư họ bố trí cho mình một cái những cái ghế đá ngồi xung quanh đây nè đó. Ba mẹ có thể là ngồi xem quan sát con cái của mình có thể tắm đúng không, và ba mẹ cũng thể ngồi đây nói chuyện những
những cái buổi buổi chiều cũng vui vẻ ha. Ha, thấy tuyệt vời không? Dạ. Đó. Bên kia thì như còn có sân chơi nữa hả? Sân chơi trẻ em đây nè. Mình bước qua mình xem ha. Thì sau này những cái tiện ích của đời gió Riverside á, thì chủ đầu tư An Gia sẽ nâng tầm cái tiện ích lên càng nhiều hơn nữa đó. Mỗi dự án của chủ đầu tư An Gia bán á, trước đây anh phân phối những cái dự án của chủ đầu tư An Gia thì anh hay quan sát lắm, thì càng dự án về sau thì tiện ích nó càng nhiều đó. Đây là khu vực sân chơi cho trẻ em ở trên tầng thượng đỉnh. Đối với cái tháp này ở tầng trệt cũng có luôn nè. Thì vừa rồi dự án Westgate ở Bình Chánh cũng vậy, nó cũng có rất là nhiều tiện ích cho trẻ em. Thì anh tin rằng đời gió Riverside sẽ có nhiều tiện ích hơn nữa. Rồi anh với em cùng di chuyển qua bên phía khu vực hồ bơi dành cho người lớn ha. Thì trên cái tháp River Panorama này á, với không gian nói chung khá là rộng rãi nè, ở tầng thượng đỉnh thì chủ đầu tư nó bố trí rất là nhiều tiện ích. Đây là không gian của phòng sauna ha. Sauna có hai bên, ở đây có phòng sauna nữ và sauna nam. Bên kia nó cũng có thêm phòng sauna nữ và nam bên kia luôn. Em có bao giờ trải nghiệm làm một cái buổi tiệc BBQ rồi sau đó dùng tiệc, có nghĩa là mọi người cùng dùng tiệc và bơi lội dưới đây chưa? BBQ thì em trải qua rồi, nhưng mà ở một cái tầng thượng đỉnh như vậy thì em chưa bao giờ hết. Thì BBQ thì tại River Panorama này thì được đặt ở tầng thượng đỉnh luôn. Có thể đời gió của chúng ta sẽ được cũng đặt như vậy luôn đó em. Ở đây thì chủ tư bố trí, ở đây là 4 lò nướng nè. Thì chắc đời gió nó rộng hơn thì sẽ bố trí nhiều hơn nữa đó. Thì ở đây, cư dân ở đây có tổ chức những cái tiệc BBQ mỗi buổi chiều ha. Thì BBQ thì cứ việc em cứ đăng ký và sử dụng thôi, và mình tắm ở đây. Thì những cái chòi này thì chủ đầu tư bố trí những cái bàn đá ha, cho cư dân mình sử dụng cho cái tiệc BBQ. Thì cái bàn này em có thể ngồi được 8 người nè ha. Thì ở đây có 4 bộ bàn, khá là rộng luôn. Ở đây là không gian của cái hồ bơi dành cho người lớn ha Tiên. Em thấy view đẹp không? Đứng nhìn tầng thượng đỉnh mà view sông vậy đẹp không? Dạ đẹp. Em cảm giác như thế nào nếu đứng ở vị trí này? Trời, em ở đây chắc em đi bơi em chụp hình biết luôn. Còn cảm giác của anh là như thế nào phải không? Em thấy cái đường chân trời này không? Dạ. Giống như là sát bên sông luôn nè. Đúng không? Em nhìn thấy điều đó không? Dạ có. Đó thì giống như đứng trên đây là giống như em đang đứng ở chỗ cái bờ sông luôn á. Nó nhảy xuống tới sông á. Mà em nghe nói hình như ở bên đời gió đâu có mấy thanh này đâu ạ? Đời gió Riverside thì tương lai thì chủ đầu tư sẽ làm tràn bờ luôn. Và sẽ không làm cái... có nghĩa là bây giờ nó cũng chưa có cái thông tin chính thức, nhưng mà nghe nói là sẽ không có cái kính để chắn này, nhưng mà nó sẽ có khoảng cách, khoảng lùi ra, nó sẽ tạo cái độ an toàn chắc chắn. Khả năng là như vậy. Thì cư dân tắm ở dưới đây á sẽ có nghĩa là với cái tay lên thanh vịnh á thì sẽ nhìn được một cái đường gọi là vô cực luôn, sẽ khá là đẹp đó. Thì cái phong cách đó thì giống như những cái hồ bơi ở bên Singapore á, nó cũng làm như vậy. Tại vì ở đây thì thiết kế nó không có lùi ra nhiều á, nên chủ đầu tư phải thiết kế cái hàng rào kính này để tạo cái an toàn cho cư dân thôi ha. Cái đáng lẽ là làm một cái view giống như Infinity vậy đó. Thì dưới cái hồ bơi này nè, chủ đầu tư họ cũng bố trí cho mình những chiếc xe đạp dưới nước này. Thì khi mà em đạp thể thao á, thể thao dưới nước thì những xe này sẽ tạo cho lực cơ chân rất là tốt khi tập thể dục. Ở trên đây thì chủ đầu tư bố trí những cái bộ ghế đá này. Mỗi buổi sáng em có thể lên đây để cà phê buổi sáng. Thay vì mình cà phê bên ngoài thì mình cà phê trong chính cái căn hộ mình luôn. Ở trên cái tầng thượng đỉnh thì rất là tuyệt vời. Buổi sáng buổi chiều mình đều cà phê trên đây được ha, thoải mái ha. Thì trên cái hồ bơi của chúng ta, chủ đầu tư bố trí những cái ghế để em phơi nắng nè. Ha. Đó. Ghế phơi nắng. Thì những cái dự án vừa rồi, dự án The Standard Bình Dương, chủ đầu tư cũng bố trí những cái ghế này để cho cư dân có thể phơi nắng. Có những người thích những làn da ngâm á thì có thể phơi, vừa bơi lội vừa phơi nắng luôn, rất là tuyệt vời. Không gian bên đây cũng là cái khu vực sauna ha. Khu vực sauna. Trong hồ bơi của chúng ta có bể sục jacuzzi luôn em ha.
Dạ. Bể sục jacuzzi là sao anh? Bể sục jacuzzi là cái nơi để mà thư giãn tuyệt vời nhất mà anh thích nhất luôn trong cái hồ bơi này. Đây là không gian của bể sục jacuzzi. Thì mỗi ngày em đi làm mệt mỏi á, thì cái này nó sẽ sục nước, bọt nước. Giống như massage hả? Massage vào những cái thần kinh trong cơ thể của em. Những dây thần kinh nó sẽ làm cho giãn những dây thần kinh, nó sẽ đánh vào cái dây thần kinh, nó tạo cho cái sức khỏe mình nó tốt hơn. Mình sẽ giảm được, giảm stress, giảm mệt mỏi hơn. Anh vẫn thích cái view này, vẫn cực kỳ thích cái view sông như vậy. Thì có thể đợi gió thì anh sẽ nhắm chừng, nếu tài chính đủ anh cũng sẽ sở hữu một căn đời gió Riverside. Tại vì sau này đời gió xây 40 tầng, đây 35 tầng mà nó cao, nó đẹp như vậy rồi. 40 tầng thì nó đẹp hơn nữa đó. Vậy chắc đời gió cao nhất Bình Dương luôn anh nhỉ? Nếu mà nói đời gió cao nhất Bình Dương thì cũng không cao nhất đâu. Rất nhiều tòa nhà cao cũng 40 tầng ở Bình Dương. Dạ. Nhưng mà cái hồ bơi được đặt ở tầng cao nhất thì có thể là đời gió đó. Là chỉ có một đó. Những cái dự án kia thì hồ bơi thường nằm ở những cái tầng khác. Còn đặc biệt trong sản phẩm của An Gia thì hồ bơi với lại những cái tiện ích mà nãy giờ mình đi qua đó sẽ được đặt ở tầng thượng đỉnh, tầng 40 của đời gió Riverside. Mỗi buổi chiều chúng ta tắm, chúng ta nhìn một cái đường chân trời với lại cái bờ sông đẹp như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn khi mà sở hữu một căn hộ ở một cái vị trí rất là thuận tiện như đời gió Riverside, đúng không Tiên? Dạ. Thì bây giờ anh với Tiên sẽ cùng di chuyển xuống đời gió Riverside để cho khách hàng hình dung được vị trí thực tế tại đó, và anh sẽ dùng live cam quay lại ha. Rồi chúng ta cùng di chuyển. Hiện tại thì Giang và Tiên đang có mặt tại dự án đời gió chị khách hàng nhé. Thì sau khi mà chúng ta xem qua những cái tiện ích thực tế tại căn hộ chung cư River Panorama quận 7, thì hôm nay Giang và Tiên đến thực tế tại vị trí dự án đời gió Riverside để anh chị khách hàng nắm rõ hơn thông tin tại vị trí dự án của chúng ta. Tiên à, em có thể chia sẻ cho anh chị khách hàng đây những cái thông tin cơ bản về dự án đời gió Riverside không em? Dạ, thì ở đây á, tổng diện tích của đất ở đây là 3 hectare. Ở đây sẽ có 40 tầng và 3 tầng hầm chung anh ạ. Thì ở đây là một diện tích khá là lớn đúng không anh? Anh nghe nói thiết kế của cái khu của mình là sẽ có 3 mặt view sông phải không? Dạ, đúng rồi ạ. Đó là sông Ngọc và sông Đồng Nai. Đây là hai con sông khá là lớn. Với 3 mặt này thì anh cảm giác được là đa phần những cái căn ở đây là sẽ có tầm view về hướng sông rất đẹp. Em cảm nhận về vị trí này như thế nào sau khi mình di chuyển từ quận 7 qua đây? Vị trí ở đây thì khá là thuận lợi, tại vì đi chỉ còn được một đường xa lộ Hà Nội thôi, có thể tới đây rồi ạ. Anh chị khách hàng từ trung tâm quận nhất di chuyển trên trục đường xa lộ Hà Nội, mình vừa tới cầu Đồng Nai ha. Anh chị có thể ôm dạ cầu một tí, mình rẽ phải vô đường vành đai 3 là ngay tại vị trí dự án đời gió Riverside ở sở hữu cái mặt tiền của chúng ta luôn anh chị khách hàng nhé. Và em có biết là bên tay trái này sẽ di chuyển về đâu không Tiên? Dạ, sẽ là được cầu Tân Vạn đúng không anh? Đúng rồi. Thì từ vị trí đời gió chúng ta là chúng ta đi 100m nữa là sẽ gặp cầu Tân Vạn. Bên kia cầu Tân Vạn đó là thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rất là thuận tiện luôn. Và em có thể đi cái trục này đi tiếp tục á, là mình sẽ tới thị xã Tân Nguyên, Bình Dương, rồi đi tiếp nữa là sẽ tới thành phố Thủ Dầu Một luôn. Kết nối vùng vô cùng là thuận tiện. Và em biết cái điểm đặc biệt ngay chỗ cầu Đồng Nai của chúng ta là gì không? Dạ, sẽ có gần cái metro 1 ạ. Đúng rồi, gần cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên anh chị khách hàng nhé. Từ cầu Đồng Nai di chuyển về hướng Sài Gòn á thì cách chỉ khoảng 5 phút thôi. Hồi sáng nhưng mà riêng Giang chạy xe máy chỉ mất khoảng hơn 3 phút một tí là mình sẽ tới cái điểm cuối của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và điểm đó cũng là bến xe miền Đông mới, cũng được đặt ở đó. Sau này tất cả những cái xe mà luân chuyển hành khách từ bến xe miền Đông á đổ về các tỉnh phía đông của miền Nam nè, rồi miền Trung nè, rồi miền Bắc là sẽ tập trung về bến xe miền Đông mới hết. Lúc đó nó sẽ tạo ra một cái không khí xôm tụ cho khu vực. Khi đó nhu cầu nhà ở em biết là sẽ cao lắm đó. Và hiện tại em thấy những cái dự án giống như là Beacon nè, nằm trên trục xa lộ Hà Nội, em đi ngang em thấy là dân cư ở đông đúc không? Dạ rất là đông anh. Đó, nhu cầu ở cực kỳ cao. Hiện tại thì không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở trên cái trục xa lộ Hà Nội này. Tại vì khi mà cái tuyến metro mà nó đi vào hoạt động á
thì cư dân họ sẽ lựa chọn những cái nơi an cư trên cái trục tuyến metro này để di chuyển thuận lợi hơn. Và theo em thì nếu mà là một nhà đầu tư thì em có muốn sở hữu một căn tại dự án The Gió Riverside không? Dạ, đương nhiên rồi anh, tại vì một vị trí quá đẹp như vậy với giá quá là hợp lý. Ngoài vị trí thì em thấy những lý do nào mà em sẽ quyết định đầu tư tại đây? Tại vì hiện tại của dự án The Gió đang là giai đoạn 1 và giá mức giá chỉ có từ 38 triệu thôi. Mà có thể sở hữu được một căn với hồ bơi ở tầng 40 rồi. Thì đây được gọi là hồ bơi gần cao nhất như Bình Dương đúng không anh? Ngoài cái hồ bơi đó, em biết cái điểm đặc biệt của dự án chúng ta là sẽ có cái tiện ích gì mà xung quanh đây dường như là không có không? Tiện ích mà xung quanh đây chưa có hả? Dạ em không biết. Không biết à? À, giống như giả sử cái tòa nhà này đi, Samsara ha. Em thấy là nó xây suốt từ trên xuống dưới. Dạ. Nó thiếu mất một cái tầng đón gió. À tầng Long Môn mà. Tầng Long Môn, đúng rồi. Là cái tầng Long Môn lúc nãy mình quay tại River Panorama đó. Dạ. Cực kỳ là mát luôn. Thì ngoài cái không gian sống trong cái chính căn hộ của em, sau này khi em sở hữu thì em có thêm một cái tiện ích tầng Long Môn để em đón gió. Giống nhiều khi mình ở trong nhà mình cảm thấy ngột ngạt, mình cần một cái không gian á, mình không phải di chuyển xuống dưới khói bụi nhiều, thì mình có thể đón gió ở tầng Long Môn. Tại vì tầng Long Môn chúng ta là tiếp giáp sông Đồng Nai, thì phía gió sông nó sẽ đổ về rất là nhiều và chúng ta sẽ có được một bầu không khí trong lành hơn cho cái cuộc sống trong gia đình của chúng ta nữa. Rồi, ngoài những cái điểm đó thì những điểm gì mà em giúp cho em gọi là quyết định đầu tư ở đây? Vị trí, giá. Không biết phải không? Dạ. Thực tế á, ở chúng ta ở đây nó rất là tiện lợi. Ở Dĩ An chúng ta có một khu du lịch nè. Em biết không? Em từng đi ngang qua. Từng đi ngang qua của ông rồi. Rồi chúng ta sẽ có một cái chỗ ngã ba Vũng Tàu nè. Ngã ba Vũng Tàu chúng ta cũng thuận tiện để du lịch nữa. Về thành phố Vũng Tàu, rồi đi Bà Rịa đó, rồi Long Hải, vân vân. Ha. Rồi chẳng những vậy mà chúng ta cũng thuận tiện đi đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Khi mà chúng ta đi du lịch quốc tế thì tuyến đường mà chúng ta di chuyển nó cũng thuận tiện hơn. Chắc nó sẽ hút rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài về đây. Đúng rồi. Hả? Thực tế cái nhu cầu của dân miền Đông rất là nhiều ha. Thì như em thấy gần đây á, các quận như là quận 2, Thủ Đức, quận 9, hiện nay dân các quận người ta đổ về và những người dân họ đến từ những miền Bắc, miền Trung á, thường lựa chọn khu vực phía đông của Sài Gòn. Và vị trí dự án chúng ta là mặc dù nằm ở vị trí giữa Dĩ An nhưng cũng thuộc khu đông của Sài Gòn và tiếp giáp cận với thành phố Thủ Đức. Đây sẽ là một nơi an cư của những người dân ở khu vực phía Bắc Việt Nam chúng ta. Thì anh tin rằng khi mà em đầu tư hoặc là những nhà đầu tư lựa chọn ở đây thì sau này rất là dễ dàng cho thuê nè và bán lại đó. Rồi em biết một cái điểm đặc biệt tại vị trí này dành cho nhà đầu tư là gì không? Nó làm gia trục đường vành đai ba hả? Đúng rồi, vành đai ba. Ngoài cái điểm đó thì điểm gì mà sẽ thu hút được nhà đầu tư? Em có từng nghe tới khu vực này có 5 khu công nghiệp lớn hả? Đúng rồi. Khu công nghiệp gần nhất của mình là ở đâu em biết không? Dạ không. Em chỉ cần đi qua cầu Đồng Nai là mình sẽ gặp khu công nghiệp Biên Hòa. Ở nơi đó thì tập hợp những tập đoàn đa quốc gia, những tập đoàn lớn chuyên sản xuất những cái thiết bị máy móc điện tử, giống như là thương hiệu Hubler. Em biết Hubler không? Dạ, biết. Khi mà bàn giao nhà khách hàng thì An Gia sẽ tặng kèm những cái phụ kiện dính tường đến từ thương hiệu Hubler của Đức. Thì Hubler thì theo anh tìm hiểu thì đang đặt ở khu công nghiệp Biên Hòa. Đó, hay không? Nó có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thì ngoài những cái điểm mà Giang và Tiên nêu ra ở đây thì nó còn rất là nhiều điểm để nhà đầu tư có thể lựa chọn ngay một căn tại dự án The Gió Riverside. Nếu anh chị khách hàng quan tâm đến dự án này có thể vui lòng liên hệ ngay với Giang. Số điện thoại của Giang là 091 424 5885 và Tiên 0938 644 786. Giang và Tiên luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án The Gió Riverside. Hãy gọi ngay cho Giang và Tiên anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án.
từ đó Riverside. Xin chào chị khách hàng.